Cherry Harry. Xin chào các bạn. Mấy tuần trước mình đã đi du lịch đảo Jeju 3 ngày 2 đêm. Đảo Jeju là điểm du lịch được cả người Hàn Quốc và người nước ngoài yêu thích do vẻ đẹp tự nhiên và sạch sẽ, giống phong cảnh nước ngoài và có nhiều món ăn ngon. Đảo Jeju đón khách du lịch cả năm. Tham khảo thêm, đảo Jeju là một đảo rất lớn nên việc đi tham quan nhiều nơi trong một ngày thì hơi khó khăn. Cho nên nếu lên kế hoạch trước khi đi du lịch đến đảo Jeju thì sẽ tốt hơn. Địa điểm mình sẽ giới thiệu với các bạn ngày hôm nay là quán cà phê của GD. Với chúng mình này đi thôi nhé. Thôi nào, chúng mình cùng xuất phát đi Jeju Airways nhé. Trên đường đi đến quán cà phê của GD có một quán cà phê tên là Pomnat. Cà phê Pomnat là quán cà phê được xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí và phim Hàn Quốc, bao gồm phim Mẹn Đồ Rốn Tốt Tụt. Quán cà phê này quá nổi tiếng, các bạn phải gọi trước mới vào được. Từ đây nếu các bạn đi bộ chỉ 2 phút thì các bạn có thể đến GD cà phê. Ôi trời ơi, wow, 여기 진짜 quán cà phê này thực sự rất đẹp đúng không? Ngay bên cạnh biển. Nơi trong phim. À, 저기가 bên kia là GD cà phê. Trời ơi. Bên kia 벌써 다 찼어. Nhưng mà bên trong thì hơi nhỏ hơn mình đã tưởng. Và mình đã tưởng là bên trong sẽ có rất nhiều hình ảnh G-Dragon, nhưng mà thực ra không có hình ảnh đâu. Anh, 근데 왜 안 나오지 이제? 근데 생각보다 GD의 흔적이 전혀 없군요. 좀 예전에는 네오 러이 화던, 티 젠 화던, 거텐 건지용. 아, nhưng mà từ bây giờ thì không có. 이뻐요. GD의 흔적이 1도 없다. Không biết nhưng mà. Mendrong Totus를 들어갈 걸 그랬다. 그치, Mendrong Totus를 갈 걸 그랬어. Mendrong Totus는 들어가. Tới là bởi vì ở nơi này được xuất hiện quá nhiều trên TV nên có quá nhiều người, và trước khi đến đây mình tưởng là ở đây sẽ rất sạch sẽ và rất đẹp, nhưng mà thực ra thì hơi bận, có quá nhiều cửa hàng, quá nhiều nhà và quá nhiều người nên hơi thất vọng. 그래도 가치는 있습니다.
사랑하지 않기를 원해 에, 멈출 수 없는